Tự bỏ tiền nấu ăn cho trẻ em vùng cao, Lê Anh Nuôi vẫn bị cư dân mạng soi kính lúp đến từng chi tiết. Hot TikToker Lê Anh Nuôi vốn là một người nhận được nhiều sự yêu mến trên mạng xã hội nhờ những clip nấu ăn. Gần đây, anh thường xuyên chia sẻ hoạt động thiện nguyện của mình khi nấu ăn cho các em nhỏ tại các điểm trường vùng cao còn khó khăn. Bữa sáng đầu tiên, anh chuẩn bị mắm tép trứng thịt và canh cà chua trứng. Bên cạnh những lời khen, một số cư dân mạng đã gay gắt bình luận rằng: "Tại sao không có cá thịt gì hết? Những món này không đủ dinh dưỡng, quá khô khan." What the hell? Đến trưa, trong menu đã được bổ sung thêm thịt kho trứng, nhưng cộng đồng mạng khó tính vẫn cho rằng thịt kho màu thế này không đẹp. Rất nhiều bình luận tỏ ý không hài lòng chỗ này, chê bai chỗ kia và góp ý rất nhiều đến anh. Điều này khiến mọi người bức xúc vì bữa ăn như vậy là quá đầy đủ và ngon lành đối với các bạn nhỏ rồi. Cũng khá đầy đủ dinh dưỡng đấy chứ. Có đủ thịt, món phụ, canh rau, còn có hoa quả tráng miệng nữa. Hơn nữa, toàn bộ kinh phí này là từ cá nhân của Lê Anh Nuôi bỏ ra, không hề kêu gọi tài trợ hay ủng hộ từ bất kỳ nguồn nào khác. Tự tay anh chuẩn bị mọi thứ, quá tuyệt vời. Không hiểu sao khán giả không góp công, không góp tiền mà lại góp ý nhiều đến thế. Chẳng biết ở nhà gõ phím vậy có làm được gì không nữa. Mình tức mà mình buồn ghê luôn á, tối ngủ không được. Hành động này của Lê Anh Nuôi đã được nhiều người ngưỡng mộ khi có tinh thần và tấm lòng cao đẹp. Anh đã hỗ trợ những em bé bán trú vùng cao. Vì là kinh phí cá nhân nên hoạt động này cũng không được thường xuyên, nhưng anh luôn duy trì và cố gắng trong khả năng của mình. Cảm ơn anh Lê Anh Nuôi, chúc anh có thật nhiều sức khỏe, tiếp tục lan tỏa những hành động đẹp tích cực đến cho cộng đồng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi TV Trends, đồng hành cùng kênh để cập nhật những tin tức nóng hổi. Take my hand.